Hi, xin chào các bạn. Cái video của ngày hôm nay được quay tại Hà Nội vào một ngày mùa thu rất là mát mẻ. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng Gấu ở đây. Hình như lần nào cũng vậy, Gấu nhớ những lần trước Tết Gấu ra ngoài Hà Nội thời tiết khá là nóng. Sau khi đến cái ngày mình về hoặc là sau khi mình về một hôm thì trời bắt đầu trở lạnh. Và cái ngày hôm nay cũng vậy, những ngày hôm trước Gấu đến đây thì Gấu thấy là trời chỉ có mát thôi, chứ không có được gọi là se se lạnh của mùa thu. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngoài trời không có một áng mây, trời cũng hơi hửng hửng nắng thôi. Thì mình lại chuẩn bị đi về mất rồi. Cảm thấy rất là tiếc. Nhưng mà ngày hôm nay Gấu muốn nhân dịp cái mùa thu Hà Nội này, Gấu mang ra những cây son mà Gấu nghĩ là rất đáng mua vào mùa cuối năm. Ta-da! Ngạc nhiên chưa? Có thể bạn cũng đã hiểu được một phần nào là sau khi Gấu quay xong cái đoạn đó thì Gấu đã đóng máy và Gấu hưởng thụ cái thời gian còn lại của mình tại Hà Nội. Tại vì ngày hôm đó thời tiết rất là đẹp, nắng một chút xíu hưng hửng và ngoài trời rất là mát, cho nên lý do tại sao mà Gấu không muốn tiếp tục quay cái video đó nữa và Gấu đã để dành đến thời điểm bây giờ. Và sau khi về đến Sài Gòn thì Gấu mới quyết định là sẽ quay tiếp cái video những cây son đáng mua vào mùa cuối năm. Bạn cũng thấy là phong cảnh rất là quen thuộc và cả mái tóc của Gấu cũng đã thay đổi. Mình đã cắt tóc ngắn và đổi một ít vào màu tóc. Mọi người thấy như thế nào? Và ngày hôm nay thì cái layout của mình cũng muốn nó chỉnh chu hơn. Mình làm một cái màu mắt khác với lại bình thường. Bình thường thì Gấu hay để mắt màu nâu, nhưng mà hôm nay thì mình làm nó có một chút xanh lá cây và màu nó hơi smoky một tí. Và không để nói nhiều thì bây giờ Gấu sẽ chia sẻ luôn với các bạn những cây son mà Gấu nghĩ là rất thích hợp để mình mua vào mùa cuối năm. Tại vì đây là những cây son mà Gấu hay sử dụng gần đây và Gấu rất là thích, từ màu sắc, chất son cho đến thương hiệu của nó. Và đây là 6 cây son của 5 brand mà Gấu muốn chia sẻ với các bạn. Thì sẽ có 2 brand là thuộc dạng drugstore, giá cả rất là bình dân. Còn 3 cây còn lại thì là một cái dạng son high-end hơn một chút. Cây thứ nhất là của Lemonade màu Sugar của Quách Ánh. Cái cây son này thì Gấu nghĩ là các bạn đã quá quen thuộc rồi. Gấu rất là thích cái chất son, thích cái màu son. Và màu Sugar cũng là cái màu mà Gấu cực kỳ yêu thích. Lý do tại sao Gấu thích thì lát nữa Gấu sẽ share với các bạn. Và hai cái tiếp theo cũng thuộc dạng drugstore, đó chính là Silky Girl Mask Chunky. Đây là dòng son của Malaysia với giá cũng rất là phải chăng. Và hai cái màu này là hai cái màu mà Gấu thích nhất ở trong 11 màu. Đó là màu cam cháy và màu đỏ hồng. Gấu sẽ đánh cây Lemonade trước, màu Sugar. Cái lý do mà Gấu chọn cây Sugar là một trong những cây son mà đáng mua vào mùa cuối năm là tại vì cái cây son này nó có dạng hai đầu. Tại vì bình thường những cây son mà hai đầu khác thì một đầu nó sẽ là dạng lip gloss, dạng son bóng, còn một đầu thì sẽ là dạng son lì hoặc là son cream hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đối với Lemonade thì là một đầu sẽ là lip filler. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Và một cái là lip cream. Và cái màu Sugar mà Gấu sẽ đánh ngày hôm nay là một cái màu mà Gấu nghĩ sẽ rất là được mọi người sử dụng trong cái mùa cuối năm, tại vì màu nó rất là ấm áp và nó rất là trendy. Cái màu trên tay của Gấu là màu nâu đỏ, là một cái màu mà Gấu nghĩ là sẽ rất là dễ sử dụng. Tuy nó hơi đậm nhưng mà cái màu này sẽ tôn lên được cái vẻ đẹp của các bạn. Và Gấu rất là thích ở cái cây son này là cái mùi hương của nó rất là thơm, giống như là mùi kẹo vậy đó. Nếu mà các bạn muốn biết kỹ hơn về cái dòng son này thì các bạn có thể qua cái clip mà Gấu swatch và review cây son của Lemonade thì các bạn sẽ biết rõ hơn. Mọi người cũng đã nhìn thấy là khi cây son Lemonade màu Sugar này lên trên môi của Gấu thì nhìn gương mặt của mình nó sáng hơn, nhìn nó thay đổi hẳn. Và Gấu biết là khi mà sử dụng cây son này sẽ có nhiều bạn rất là thích, tại vì cái xu hướng của những bạn trẻ là sẽ thích đánh vào lòng môi. Và cái cây son này nó rất là dễ tán, chất son rất là mềm. Tuy là cái độ giữ màu của nó không có được giữ chắc lắm, là tại vì khi mà đánh lên trên môi nó sẽ không có khô ngay. Bạn phải đợi tầm khoảng hơn 1 phút thì khi mà nó khô hẳn rồi thì nó mới không dễ bị lem. Còn nếu như mà mình vừa đánh xong nhá, mình hôn ra tay, nó sẽ dính cái son lên trên tay của mình rất là nhiều. Và đối với Gấu đó là một cái khuyết điểm nhỏ,
của cây son này. Nhưng mà với cái màu son và với chất son, nó sẽ không làm cho môi của mình bị khô. Và cái chất son rất là mềm mướt, cái màu son cũng rất là đẹp. Thì dấu bỏ qua tất cả. Và hai cây tiếp theo sẽ là hai cây của Silky Girl với màu số 11 và màu số 09. Màu số 11 là màu Terracotta và màu 09 là màu Rouge. Chắc là mình sẽ làm cái màu số 11 trước. Tại vì cái màu số 11 là cái màu mà gấu cũng thấy rất là phù hợp vào mùa cuối năm. Là tại vì nó là màu cam cháy, một màu cam đất rất là trend, rất là hiện đại và nhìn rất là tây. Màu nó có thể nhạt hơn cái màu Sugar. Về chất son, nó cũng là lip cream nhưng mà nó khác hẳn cái cây Lemonade lúc nãy. Nếu như mà Lemonade mà mình phải để tầm khoảng 1 phút hơn đến 2 phút nó mới khô, thì với cây son Silky Girl thì các bạn chỉ cần để trong vòng vài giây là nó đã khô rồi. Và cái là một cái điểm mà gấu cực kỳ ngạc nhiên khi mà sử dụng cây son này. Tại vì mọi người cũng biết là gấu có cái răng khỉnh. Nếu như mà gấu đánh son mà son chưa kịp khô mà mình cười á, là răng khỉnh là sẽ bị dính son đầu tiên. Còn những người khác, người ta sẽ dính son ở đây ha. Còn mình là mình dính răng khỉnh trước. Cho nên là gấu rất lo ngại những cây son mà ướt quá hoặc là nhiều dưỡng quá, nó sẽ dễ làm cho răng của mình dính son. Ngoại trừ những cây son đó mình cực kỳ thích về cái màu và chất son nó dưỡng thì gấu sẽ ưu tiên sử dụng nó nhiều. Nhưng mà mình vẫn rất là thích những cây son giống như Silky Girl là tại vì nó khô rất là nhanh. Nhưng mà đó cũng sẽ là một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ cho những cây son khô nhanh như vậy, là tại vì nếu như mà cây son khô nhanh mà chúng ta tán không đều thì nó rất là dễ để lại cái vệt môi, và khi mà các bạn dặm đi dặm lại thì cái môi của mình nó sẽ bị dày. Cho nên là gấu muốn share với các bạn cái tip mà gấu đánh cây son này, đó là trước khi mà gấu đánh son thì gấu sẽ dưỡng một cái lớp son dưỡng ở dưới môi để tạo cho cái môi của mình nó mềm mịn, để khi mà mình lướt cây son này lên thì nó vẫn giữ một cái lớp dưỡng nho nhỏ ở phía dưới. Thì lúc mà mình đánh son thì son nó sẽ khô từ từ, nó không có bị khô nhanh quá. Đó, nhưng mà mọi người thấy không, sau khi mà gấu nói xong thì cây son này nó khô rồi, nhưng mà cây son Lemonade vẫn chưa khô, nó vẫn còn đang rất là ướt ở trên tay của gấu. Mọi người nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt giữa hai cái lip cream đúng không? Một cái lý do khác mà gấu thích cái cây này đó chính là cái giá thành của nó. Nó chỉ có 168.000 thôi và là cái cây son gần như là giá thành rẻ nhất trong những cây son mà gấu đang giới thiệu trong cái clip ngày hôm nay. Đây là cái cách mà gấu khắc phục cái khuyết điểm nho nhỏ của cây son này, là nó khô quá nhanh và nó sẽ làm cho mình không có dễ tán son. Nhưng mà khi mà mình lót một cái lớp dưỡng ở phía dưới và mình đánh lên thì mọi người thấy là đánh son cực kỳ dễ và mọi người có thể từ từ đánh son một cách rất là dễ dàng. Bản thân của gấu thì gấu nghĩ là không có cây son nào có khuyết điểm mà mình không thể khắc phục được. Nếu như mà bạn cực kỳ yêu thích brand và màu sắc của nó thì chúng ta sẽ luôn có những cái cách để chúng ta có thể điều chỉnh lại cái khuyết điểm và làm cho mình cảm thấy hài lòng hơn. Và đây là màu cam cháy. Khi mà lên môi của gấu so với lại toàn thể gương mặt thì cái màu này nhìn tây hơn cái màu lúc nãy. Nếu như mà so sánh giữa cây màu Sugar với lại màu Terracotta 11 thì gấu thấy là cái màu này sẽ dành cho mùa thu, còn cái màu Lemonade Sugar thì sẽ thành cho mùa đông. Tại vì nhìn nó sẽ ấm áp hơn, nó sẽ quyến rũ hơn và nó sẽ thích hợp cho cái mùa lạnh nhiều hơn. Và cái màu số 11 này là một trong ba màu mới của Silky Girl. Bạn có thể tham khảo cái bản màu của Silky Girl để bạn có thể thấy là màu sắc của cái bộ này thì rất là phong phú. Và tiếp theo là màu Rouge, màu 09 cũng là của Silky Girl, dòng Matte Chunky. Và để trước khi đánh son thì gấu cũng sẽ dùng son dưỡng. Và một điều mà hồi nãy gấu quên nói là cái cây son này nó không có mùi, nó không có chứa paraben và cái độ lì của nó cực kỳ kinh khủng. Hồi nãy thì mình cũng có nói với các bạn là cái độ khô nhanh của nó thôi, nhưng mà cái độ lì của nó cũng rất là đáng kinh ngạc. Là tại vì khi gấu sử dụng cây son này vào buổi sáng thì sau khi mà những cái hoạt động ăn uống chơi bời diễn ra thì cây son này vẫn còn nguyên vẹn. Và lý do tại sao gấu rất thích và gấu rất là recommend cho các bạn trong cái video clip này, tại vì thật ra những cây son tiếp theo gấu chia sẻ với các bạn, dù là có những cây son là son lì
Nhưng mà cái độ bám màu của nó không có được lâu. Nếu các bạn không tin thì lát nữa Go sẽ chứng minh cho các bạn xem. Đây là màu son sẽ rất thích hợp cho mùa lễ hội. Vào buổi tối các bạn đi tiệc, các bạn đi buổi sáng cũng được. Tại vì bản thân của Gấu, Gấu rất hay sử dụng những cây son màu đỏ như thế này vào buổi sáng. Nó là màu đỏ hồng. Lúc mà mọi người thấy Gấu vừa đánh xong thì sẽ thấy có một lớp bóng nhẹ, đó là cái lớp bóng dưỡng. Nhưng mà sau đó là nó khô liền ngay lập tức, trong vòng khoảng 5 giây. Sự thật là bây giờ là mọi người thấy là nó đâu còn cái bóng bóng ở trên môi đâu, và nó rất là lì. Và cái màu lên nó rất là đẹp và rất là hợp với Gấu. Đó là lý do tại sao mà mình thích cái màu này. Bây giờ là tiếp tục là ba cây son, là cây son của Lancome, của Dior và của Fenty. Thôi thì Gấu sẽ nói cái Fenty trước. Mà cái màu mà Gấu cực kỳ yêu thích đó chính là màu Hot Chocolate Unveiled. Phải nói đây là màu đậm nhất trong mấy màu mà Gấu swatch lúc nãy. Và cái đặc điểm của cái cây son này mà Gấu ưa thích đó chính là mình chỉ cần lấy một lần là nó có thể đánh được full môi mà không cần phải lấy lại lần thứ hai. Bạn thấy như thế nào? Thấy rõ ràng là sức mạnh của những màu son nó ảnh hưởng rất nhiều đến gương mặt của mình. Nếu như mà Gấu không cười mà Gấu để nguyên một cái bộ mặt đi ra ngoài đường thì mọi người sẽ rất là ngại khi mà tiếp xúc với Gấu. Tại vì nhìn nó sẽ rất là lạnh lùng, nó rất là kiêu á. Nhìn mình cá tính hơn, nhìn mình khó gần hơn, nhưng mà lại cuốn hút hơn rất nhiều so với những cây son khác. Đó là một trong những cái tiêu chí mà Gấu chọn son. Có nghĩa là Gấu sẽ chọn những cái màu son mà khi mà người ta nhìn vào mình, người ta sẽ thấy là cái cây son này cực kỳ phù hợp với mình. Nó sẽ tôn cái vẻ đẹp của mình lên, nó sẽ làm cho cái cá tính của mình nó nổi bật hơn. Nếu như mà những ngày nào mà Gấu cảm thấy là mình không muốn bị người ta chú ý quá nhiều, hoặc là chỉ muốn cảm thấy được yên tĩnh và ẩn đi vào một góc để ngồi làm việc, thì Gấu sẽ chọn những cây son màu nhẹ nhàng, nó hơi nude và nó màu tươi sáng một chút. Thì lúc đó là cái gương mặt của mình nhìn nó rất là hiền lành và sẽ không ai chú ý đến mình cả. Nhưng mà khi mà mình đã sử dụng những cây son như thế này rồi thì chắc chắn bắt buộc khi mà bạn bước vào một cái chỗ nào đó thì tất cả mọi ánh nhìn sẽ nhìn vào phía bạn. Cho nên là hãy chuẩn bị tâm lý nếu như bạn thích những cây son độc lạ giống như Gấu. Nhưng mà Gấu nghĩ là những bạn nào mà đã thích những cây son màu cá tính độc lạ như thế này thì các bạn sẽ rất tự tin vào bản thân. Các bạn sẽ nhận thấy là ánh sáng sẽ có lúc hơi vàng, lúc hơi sáng. Đó cũng không phải là do Gấu, là tại vì ở bên ngoài thời tiết lúc nãy trời rất là nắng, cho nên là cái ánh sáng vàng nó hơi ám vào trong cái video này. Và bây giờ thì ở ngoài trời nó đang có vẻ rất là âm u, nó đã tắt nắng và nó chuẩn bị mưa, cho nên là cái màu sắc nó lại bị khác hơn một chút. Có những cái ví dụ như Gấu quay được ở trong studio thì cái màu nó sẽ rõ hơn, nhưng mà hiện tại thì Gấu đang quay ở nhà, Gấu cũng có dùng đèn để giữ cái ánh sáng của nó cố định một chút, nhưng mà khi mà nắng quá chói chang thì màu sắc nó sẽ thay đổi, thì các bạn hãy thông cảm cho Gấu một chút xíu ha. Bây giờ thì Gấu sẽ làm tiếp cây son của Dior. Đây là cây son Dior với vỏ đỏ, và đây là cái dòng Rouge Dior Ultra Rouge. Đây là cái cây son màu 851, là cái màu mà Gấu với lại TD đã có một cái buổi talk show nho nhỏ tại Sài Gòn Center vào cách đây khoảng 3 tuần. Để nói về Ultra Rouge thì trước giờ thì Dior luôn mang cho mình một cái chất son là có rất là nhiều dưỡng và cực kỳ mềm. Đây là màu đỏ có sắc tím hay còn gọi là đỏ bầm á. Thì khi mà lên môi nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác quyến rũ riêng. Và cái cây son này nó có cái mùi hương đặc trưng của dòng son của Dior, một cái mùi nước hoa. Gấu sẽ thử cho các bạn và Gấu sẽ thử lên trên tay cho các bạn xem là cái độ giữ màu của nó.
Mọi người cũng thấy là cái màu 851 này so với lại cái màu 09 Rouge lúc nãy thì nó có khác nhau một chút. Tại vì cái màu Rouge thì nó nhìn tươi tắn hơn và nó là đỏ hồng, nó thuần đỏ hơn một chút. Còn cái màu này thì nó sẽ đậm hơn, nó tối hơn. Và nhìn nó không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà thật sự là cậu rất là thích cái màu này. Dù là ok, mọi người thấy là nó không có giữ được màu, nó không có bền màu, nó sẽ ăn uống nó dễ trôi ra kinh khủng khiếp. Nhưng mà biết làm sao được, một khi đã thích rồi thì cậu thích những cái cây son nào mà nó bền màu, nó lâu trôi hơn. Nhưng mà khi mà sử dụng cái cây son này, ví dụ là để đi tiệc, mình không có ăn uống nhiều thì ok, cây son này là best. Và cái cây cuối cùng cũng là cái dòng son mới, cũng vừa mới ra, và đây là bản Limited Edition của Lancome. Với cái phiên bản này thì nó có tên là Drama Matte. Và Gấu sở hữu một trong ba màu Limited Edition, đó chính là màu 157. Gấu còn được tặng thêm hai màu nữa, cũng là của Drama Matte và màu đen lì. Nhưng mà Gấu muốn giới thiệu với các bạn cái bản Limited hơn, dù là cái màu này Gấu không có thích bằng hai cái màu kia. Và điều khá thú vị khi mà sử dụng cây son của Lancome là bạn có thể... Thì giờ thú vị ở cái chỗ là khi mà mình đẩy cái nắp này ra thì nó bung ra, nhưng mà nó sẽ giữ lại cái phần đuôi và nó không làm cho mình bị rớt cây son hoàn toàn ra ngoài. Mọi người nhìn thấy là cái màu rất là cute, rất là dễ thương. Nhưng mà cái màu này nó quá sáng so với mình, nó không phải là cái màu mà Gấu ưa thích. Ok, Gấu sẽ cho các bạn xem cái màu ha. Đây, màu của cây son này là màu hồng san hô. Màu rất là tươi, rất là sáng. Và Gấu nghĩ là nó sẽ rất là thích hợp dành cho những bạn mà da trắng. Tại vì những bạn mà da ngâm rồi nâu rồi đen thì khi mà các bạn sử dụng cái màu này nó sẽ thành màu neon á. Khi mà đánh cây son này thì cây son này có một cái khuyết điểm duy nhất mà Gấu không thích, đó là cây son bị buồn. Cho nên là để cái màu son nó không có bị lợn cợn trên môi thì Gấu phải dùng ngón tay để Gấu tán nhẹ những cái bột đó để cho nó đều ở trên môi của mình. Thì đó chỉ là một cái khuyết điểm mà Gấu nghĩ là nó cũng không phải là quá lớn so với một cây son nó có nhiều màu đẹp như vậy. Lúc mà mình kéo son á thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà nó không làm khô môi và môi của mình rất là mềm và nó rất là lì. Cho nên đây là cũng là một cái lý do mà Gấu recommend cái cây son này ở trong những cây son đáng mua vào mùa cuối năm. Nhưng mà Gấu không recommend cái màu này. Gấu sẽ recommend những cái màu mà nó ấm áp hơn, nó mùa thu đông hơn. Còn những bạn nào mà thích cái màu mà Gấu đang sử dụng thì các bạn hãy nhớ đây là màu 157. Mọi người cũng thấy khi mà Gấu share những cái cây son ở trong video clip này thì mỗi cây son dù là brand drugstore hay là high end thì nó đều có những cái khuyết điểm. Đối với bản thân của Gấu thì đó là có những cái khuyết điểm nho nhỏ nhưng mà mình có thể khắc phục được. Tuy là mình sẽ hay xét nét nhưng mà Gấu sẽ tìm cách khắc phục. Tại vì khi mà mình đã cảm thấy yêu thích cái màu son hoặc là yêu thích cái brand đó thì nói thật là Gấu sẽ bỏ qua tất cả. Và Gấu nghĩ là các bạn cũng sẽ như vậy. Cho nên là đây là 6 màu son của 5 brand mà Gấu muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ chọn được cho mình những màu son hoặc là những cây son, dòng son mà bạn cực kỳ yêu thích và bạn sẽ sử dụng thường xuyên trong mùa cuối năm. Không biết là sau khi coi xong cái video clip này thì cảm nghĩ của các bạn về những cái son mà Gấu recommend như thế nào. Không biết là các bạn có những cái recommend khác dành cho Gấu và dành cho những bạn đang xem cái video này hay không thì các bạn hãy cứ comment ở phía dưới. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Hãy đừng quên ấn subscribe và like video này nhé. Bye bye.